Phương pháp niệm Phật Thì nên dùng cách của Ấn Quang Đại Sư Ấn Quang Đại Sư Là vị tổ sư gần nhất của tịnh Độ Tông Trung Quốc Những gì Ngài dạy Đương nhiên thích hợp nhất Đối với căn tánh của người hiện tại Ngài niệm Phật không cần chuỗi Niệm Phật quan trọng nhất Trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương nói Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Đồ nhiếp lục căng Tịnh niệm tương tục Công phu này rất đắc lực Hiện nay khó khăn nhất của chúng ta Là không cách nào nhiếp tâm được Do vọng niệm quá nhiều Không thu nhiếp được Niệm như vậy thì công phu không đắc lực Ấn Quang Đại Sư đã dạy chúng ta phương pháp nhiếp tâm Phật phật hiệu sanh khởi từ tâm niệm ra từ miệng niệm một cách rõ ràng không nên niệm nhanh mà niệm từng chữ từng chữ niệm sáu chữ nam mô a à, di đà phật niệm bốn chữ a à, di đà phật niệm chậm một chút niệm một cách rõ ràng mỗi chữ đều rõ ràng tai nghe nghe mình niệm phật hiệu nghe một cách rõ ràng còn một điều nữa là nhớ một cách rõ ràng là tôi niệm câu phật hiệu này là câu thứ mấy nhớ không cần dùng chữ số chỉ dùng tâm để nhớ nhớ một cách rõ ràng chỉ nhớ từ câu thứ nhất đến câu thứ mười đến câu thứ mười lại từ câu một đến câu mười niệm bao nhiêu không cần để ý chỉ biết mười câu như vậy câu phật hiệu này của tôi là câu thứ mấy trong mười câu quý vị thử nghĩ xem rất nhiếp tâm vì sao vậy chỉ cần vọng niệm khởi lên là sai sai thì không tin phải niệm lại từ đầu à. Thông thường người ta niệm khoảng một tuần lễ Sẽ không sai nữa Vọng niệm không xem vào được Nếu người vọng niệm quá nhiều Ấn quan Đại sư dạy Đem mười câu này chia thành hai đoạn Đoạn thứ nhất từ một đến năm đoạn thứ hai không thể từ một đến năm nữa nếu từ một đến năm như vậy không gọi là mười niệm mà là năm niệm đoạn thứ hai là từ sáu đến mười thật rõ ràng thực tế nói tâm định thì chuyên niệm không khó khăn nếu năm câu cũng niệm không được cũng có tạp niệm thì quý vị nên dùng ba bốn nhớ bằng cách này câu thứ nhất câu thứ hai câu thứ ba câu thứ tư câu thứ năm câu thứ sáu câu thứ bảy câu thứ tám câu thứ chín thứ mười dùng phương pháp này dần dần khi đã thuần thục có thể từ một đến mười đều rõ ràng không nên nhớ nhiều Không nên nhớ đến 20, 30 Như vậy sẽ rất khó Chỉ cần nhớ từ 1 đến 10 Có thời gian là niệm Niệm ra tiếng cũng được Niệm nhỏ, niệm to đều được Không ra tiếng cũng được Khi người đông không phương tiện Tôi chỉ mặc niệm trong lòng Khi mặc niệm trong lòng thì cũng giống nhau niệm rõ ràng nghe rõ ràng nhớ rõ ràng ba điều phải rõ ràng như vậy và cứ thế mà niệm cư sĩ hồ tiểu lâm ở bắc kinh đã nói ông ta dùng phương pháp này dùng được bốn tháng hơn một trăm ngày mỗi ngày niệm bốn tiếng niệm đến pháp hỷ sung mãn trước đó niệm phật tạp niệm rất nhiều nên cảm thấy rất khổ não vọng niệm quá nhiều khi dùng phương pháp này thì vọng niệm ít lại hầu như không có vọng niệm thế nên dùng phương pháp này rất dễ nhiếp tâm Mấy ngày đầu khó khăn một chút Vì mới nên chưa thuần thục. Niệm khoảng 3 ngày, 5 ngày Nó đã đi vào quỹ đạo Rất nhanh, rất dễ vào quỹ đạo Nhất hướng chuyên niệm Câu này vô cùng quan trọng